Hello, chào anh em. Thì hôm trước có một vài anh em có hỏi mình về cái dĩa sủi mà mình đang sử dụng ở đây nè. Thì hôm nay mình sẽ quyết định là mình review cái dĩa sủi này cho anh em xem luôn. Cái dĩa này nhìn cũng tương đối là đẹp. Thì mình mua nó chủ yếu là vì nó đẹp á. Nó có thể gắn có cái độ hít vô cái thành nè, hoặc có thể có để bẹp xuống dưới cũng được, nhưng mà thường mình sẽ để cách đáy khoảng tấc 2 tấc. Về cái độ mạnh thì mình thấy nó cũng tương đối à, không mạnh lắm so với cái cục sủi tương đương nè, cũng được. Cái bên đây là cái máy oxy tới 4 vòi lần, máy oxy bên đây có 2 vòi thôi mà cũng được cỡ này. Em thấy cái bọt khí của nó mạnh hơn, rất là mạnh nè, bạn có thể thấy một khí nó rất là mạnh hơn cái loại quả sủi này, quả sủi qua lưu nè, quả sủi 5 cm đó, bột khí của nó mạnh hơn. Thì bột khí mạnh thì oxy hòa tan nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi nguyên tắc của cái oxy sinh ra ở cái máy sủi này là do những cái bong bóng khí này nó vỡ trên mặt nước sẽ sinh ra oxy. Thì cái này bọt khí nó mạnh hơn các bạn, nó vỡ nhanh hơn. Rồi giờ mình sẽ mở lấy cái hộp của cái dĩa sủi này, mình quay review chi tiết cho anh em xem. Đây là cái hộp của cái dĩa sủi nha các bạn, nó như thế này ha. Như là nó hiệu Horishi, đường kính là 60mm, là 6cm á. Hộp này mình mua 2 cái đó, nó có những thứ này. Đây là những cái mà mình xài rồi nè, mình có tháo ra nó dơ nè. Nó như cấu tạo như thế này, nó là một cái dĩa bằng mica trong á, nó có chữ L quặt lên gì. Gắn dây vô đây, nó có hai cục hít này để các bạn hít vô cái thành hồ đó. Và cái mặt này là cái mặt là sủi nè, nó có thể tháo ra được như thế này đó. Như cái dĩa có cái ron cao su để ém kính hơi nè, vặn vô đó. Là một cái hộp là nó bao gồm 2 cái dĩa, nó còn một cái dĩa để sơ cua. Cứ cho mình một cái dĩa sơ cua như thế nào. Đó ra dĩa mới nè, để mà có thể thay thế khi mà cái dĩa kia nó cũ hoặc nó quá dơ. Gắn vô nè, xoay lại cho nó sát. Đó, vậy là xài. Ngoài ra nó có thêm một cái này là cái van oxy á, để chỉnh lớn nhỏ. Đó, hình đó nè. Nhưng mà mình không xài cái van này, mình để direct luôn. Nhìn cũng rất là đẹp. Và cái dĩa sủi này á, các bạn lưu ý khi các bạn trước khi các bạn xài á, là cái cục sủi cũng vậy luôn. Thì trước khi các bạn đưa vô hồ xài thì mình nên ngâm cái dĩa sủi này vào trong nước ấm 50-60 độ khoảng là 15-20 phút, nửa tiếng gì đó, cho những cái lỗ hở này nó giãn nở ra. Thì khi đó nó sủi nó sẽ mạnh hơn. Cái này cũng vậy, ví dụ những cái dơ này các bạn vệ sinh chà rửa sạch xong rồi cũng ngâm nước ấm khoảng nửa tiếng thì hãy xài lại, thì nó sẽ sủi mạnh hơn đó. Và cái hộp cái dĩa sủi này mình mua 2 cái, hình như là lâu rồi, nhưng 2 năm từ các cảnh trung tọ các bạn, trung tọ ở ngoài Hà Nội á, thì lâu rồi mình cũng chả nhớ là bao nhiêu, để mình lục lại tin nhắn xem. Thì các bạn có thể inbox cho trung tọ ngoài Hà Nội xem hỏi giá cái này và mua đó. Một cái sản phẩm cũng rất là đáng chơi, mình thường hay sưu tầm hay chơi những cái thứ mà nó độc. Rồi, đó là màn review của cái dĩa sủi. Rồi, hẹn anh em ở clip sau review những sản phẩm thú vị hơn. Chào, hẹn gặp lại. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê ê.